Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tham nhũng Học viện Quân y tít mù rồi lại vòng quanh, khó thế cũng nghĩ ra. Đại án Việt Á là một trong những vụ việc tham nhũng có tổ chức liên quan đến lĩnh vực y tế lớn nhất tổ chức đến nay, cả với quy mô, tính chất và mức độ tội phạm. Đã có hàng loạt quan chức cấp cao bị khởi tố, bắt tạm giam, trong đó có nhiều giới chức của quân đội. Cụ thể, 4 sĩ quan Học viện Quân y đã giao đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia cho công ty cổ phần Việt Á của Tổng Giám đốc Phan Quốc Việt để trục lợi. Việt Á đã chi gần 10 tỷ lãi quả cho 3 cựu sĩ quan Học viện Quân y. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 19 tháng 12 đưa tin với tiêu đề Việt Á chi gần 10 tỷ lãi quả cho 3 cựu sĩ quan Học viện Quân y. Bản tin cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân Quân sự Trung ương đã ban hành cáo trạng truy tố 4 cựu sĩ quan thuộc Học viện Quân y cùng 3 người khác vì đã tiếp tay cho công ty Việt Á. Theo đó, vụ án này đã được Tòa án Quân sự Thủ đô đưa ra xét xử vào ngày 27 tháng 12 tới đây. Theo cáo trạng, Thượng tá Hồ Anh Sơn, cựu Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y học Dược Quân sự của Học viện Quân y đã bị truy tố về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo cáo trạng, liên quan đến sự việc 3 sĩ quan gồm Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, cựu trưởng phòng trang thiết bị vật tư, Thiếu tá Ngô Anh Tuấn, cựu trưởng phòng tài chính và Thiếu tá Lê Trường Minh, cựu trưởng ban hóa dược thuộc Học viện Quân y cũng bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cáo trạng chỉ rõ trách nhiệm của nhiều cựu lãnh đạo Học viện Quân y, trong đó có Trung tướng Đỗ Quyết, cựu giám đốc và Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, cựu phó giám đốc. Đáng chú ý, trong vụ án này có một giới chức dân sự được nêu tên, đó chính là ông Trịnh Thanh Hùng, cựu vụ phó thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, đã bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cáo trạng cho biết vào đầu năm 2020, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Học viện Quân y đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho đơn vị này thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học phát triển test xét nghiệm. Đề tài này được Viện Nghiên cứu Y dược Quân sự tổ chức nghiên cứu, nhưng ông Trịnh Thanh Hùng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu ông Hồ Anh Sơn bổ sung thêm công ty Việt Á của ông Phan Quốc Việt cùng tham gia nghiên cứu. Thượng tá Hồ Anh Sơn, cựu phó giám đốc Viện Nghiên cứu Y học Dược Quân sự, ông Phan Quốc Việt và tổng giám đốc công ty Việt Á. Và sau đó thì công ty Việt Á đã được chấp thuận trong tư cách là phối hợp nghiên cứu chế tạo kit xét nghiệm. Nhưng Học viện Quân y vẫn là đơn vị chủ trì. Ông Hồ Anh Sơn là chủ nhiệm đề tài với tổng kinh phí là 18,9 tỷ đồng từ nguồn vốn của ngân sách do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp. Vẫn theo cáo trạng, trong quá trình nghiên cứu đề tài, ba ông Trịnh Thanh Hùng, Hồ Anh Sơn và Phan Quốc Việt đã bàn bạc và cho rằng kit test của công ty Việt Á sản xuất sử dụng tốt hơn nên thống nhất không cần Học viện Quân y chuyển giao quy trình nghiên cứu của mình, mà để công ty Việt Á tự sản xuất 20.000 bộ kit xét nghiệm. Sau đó, ba bị can đã đưa bộ kit xét nghiệm do công ty Việt Á cung cấp không được sản xuất theo quy trình nghiên cứu của Học viện Quân y để đưa đến thử nghiệm tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương 1 Hà Nội và sử dụng sản phẩm này để nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học. Cáo trạng khẳng định rằng hậu quả là quy trình nghiên cứu của Học viện Quân y không có sản phẩm thử nghiệm cũng như đánh giá về chất lượng. Nguy hiểm hơn, đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước không hoàn thành như đăng ký, nhưng số tiền 18,9 tỷ đồng ngân sách cấp đã được các bên chia nhau. Nhờ đó, vẫn theo cáo trạng, công ty Việt Á đã sản xuất hơn 8,7 triệu bộ test thiết nghiệm và tiêu thụ 8,3 triệu bộ test theo đơn giá 470.000 đồng mỗi sản phẩm, cao gấp hơn 3 lần giá sản xuất, hưởng lợi trái phép gần 1.236 tỷ đồng. Luật sư Trần Vũ Hải trên trang Facebook cá nhân trong xã rút với tiêu đề Bi hài kịch Việt Á đã đưa ra những nhận xét và chú ý về việc mà luật sư Hải cho rằng tít mù vòng quanh, khó thế mà các ông cũng nghĩ ra. Cụ thể, theo luật sư Trần Vũ Hải nói rằng, báo chí vừa đăng cáo trạng vụ án liên quan đến Việt Á của bên quân đội, hóa ra khi dịch COVID-19 bùng nổ vào đầu năm 2020, vợ ông trùm Việt Á là người nghiên cứu thành công quy trình sản xuất kit xét nghiệm PCR trên cơ sở tham khảo các tài liệu của WHO và nhiều nước khác trong công bố trên Internet. Sản phẩm được đánh giá thử nghiệm tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, kết quả đạt được chất lượng loại tốt hơn sản phẩm của Học viện Quân y và từ đây bắt đầu bi hài kịch Việt Á. Vợ chồng ông trùm Việt Á nhường quy trình sản xuất cho Viện Nghiên cứu Quân y để nghiệm thu đề tài với nhà nước xin cấp phép lưu hành. Rồi sau đó Việt Á lại nhờ Học viện Quân y xác nhận bàn giao đề tài và đồng ý cho Việt Á sử dụng cái của mình tít mù vòng quanh và khó thế mà cũng nghĩ ra được. Người lao động tháo chạy khỏi các thành phố và các khu công nghiệp trở về quê trong đại dịch COVID-19.
Theo Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đánh giá, vụ án này nảy sinh từ động cơ vụ lợi cá nhân của các bị can, bên cạnh đó là sự buông lỏng, thiếu sâu sát trong công tác giao, quản lý, nghiệm thu, quyết toán. Cũng xin nhắc lại, trong đại dịch COVID-19, với sự vô trách nhiệm cộng với sự tham lam ích kỷ của tuyệt đại đa số giới chức lãnh đạo, từ trung ương tới địa phương, đây chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết oan ức của hơn 40.000 nạn nhân trong đại dịch COVID-19 tại Việt Nam. Tham nhũng là cách gọi cho nhân văn, chứ nói đúng ra đó là hành động ăn cắp, ăn cướp của lũ lãnh đạo, ăn của dân, không chừa một thứ gì. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Tham nhũng ở Học viện Quân y, tít mù rồi lại vòng quanh, khó thế cũng nghĩ ra sao. Vì sao nhân sự chủ chốt của Đại hội 14 do Tổng Trọng lựa chọn sẽ như nổi cám heo? Sinh lão bệnh tử là quy luật của mỗi đời người mà bất cứ ai cũng phải trải qua. Việc ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuổi cao sức yếu cũng là chuyện hết sức bình thường. Vào ngày 14 tháng 10, truyền thông nhà nước đưa tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi nói về cơ chế, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền trong mối quan hệ với nhân dân. Ông Trọng đã khẳng định rằng cơ chế của Việt Nam tôi cho là ưu việt nhất trong thời đại bây giờ. Trong chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Hà Nội vừa qua, tại tiệc chiêu đãi quốc khách chiều ngày 12 tháng 12, có lẽ do việc làm nặng, nghỉ ngơi không đủ, tuổi cao sức yếu, nên Tổng Bí thư Trọng đã lỡ, nghẹn ngào khi đọc diễn văn. Hình ảnh clip phát biểu của ông Trọng bị lược mất chữ "Tôi đã già rồi, rất muốn trao trách nhiệm cho thế hệ trẻ". Tổng Bí thư Trọng đã thổ lộ với người đồng cấp Trung Quốc rằng đồng chí Tập Cận Bình còn trẻ hơn tôi nhiều, nhưng mà tôi thì cũng đã già rồi, rất muốn gửi gắm và trao trách nhiệm cho thế hệ trẻ. Điều này là vấn đề thuộc nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam mà ông Tổng Bí thư lại mang ra nói giữa chối đông người là điều rất rất không nên. Nếu vẫn lấy lý do là tuổi cao sức yếu để biện minh thì nghe ra cũng tạm ổn. Sau khi ông Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm không đi không được, mạng xã hội của Trung Quốc đã nổi sóng bình luận về vấn đề này, tới mức Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phải lớn tiếng cảnh báo chớ có lộn xộn. Ông Đỗ Hữu Thanh mới đây đã viết trên trang Facebook cá nhân cho rằng cư dân mạng Trung Quốc lan truyền 4 sự cố mà Tập gặp phải trong chuyến thăm Việt Nam khiến Vương Nghị của trách, trong đó đặc biệt là liên quan đến tình huống Tập chúc rượu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Điều khiến Tập khó xử là khi ông ta chạm ly xong thì ngay lập tức Tổng Bí thư Trọng đã quay sang phía khác mà không hề có chút lưu luyến nào để đáp lễ. Kèm theo các clip mà cộng đồng mạng tại Trung Quốc chia sẻ rộng rãi là các hình ảnh cho thấy ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những biểu hiện quên của người già. Thậm chí ông Trọng còn không nhớ rằng ông mới là chủ nhân của bữa yến tiệc chiêu đãi quốc khách, người bạn lớn của ông. Hãy thử tưởng tượng giả sử mình ở vị trí của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình, vì thông cảm với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sức khỏe yếu kém, đã hạ cấp mang ly rượu đến tận nơi tận ghế nơi ông Trọng ngồi để cùng cụng ly. Vậy mà ông Trọng ngồi trên ghế, đưa tay cầm ly rượu cũng ly với ông Tập trong điệu bộ không nói không rằng, rồi lập tức ngó lơ đi chỗ khác. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hà Nội vào tháng 12 năm 2023. Như vậy thì hỏi ai mà không tức cho được. Huống hồ là quốc khách, phản ứng của cư dân mạng Trung Quốc cũng là điều dễ hiểu. Ông Đỗ Hữu Thanh còn cho biết các vấn đề tiếp theo có lẽ là một phần khiến cho Trung Quốc đã tức lại càng thêm tức. Đó là khi chấp nhận tham gia cộng đồng chia sẻ tương lai, tức là cam kết chung vận mệnh với Trung Quốc, Việt Nam cương quyết thòng sự ràng buộc là phải trên cơ sở tuân thủ hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế, kiên trì tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi, cùng hợp, cùng thắng, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, kiên trì giải quyết bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình. Chưa hết, ở sự cố thứ tư, ông Đỗ Hữu Thanh còn cho biết thêm như sau. Mục tiêu ký văn bản kiện hợp tác về kim loại và đất hiếm cũng như hợp tác về chất bán dẫn đã bị loại khỏi danh sách văn bản được ký. Trung Quốc chấp nhận Mỹ sẽ giúp đỡ hoặc khai thác đất hiếm tại Việt Nam nhưng vẫn cố gắng thuyết phục Việt Nam vận chuyển sang Trung Quốc để tinh chế. Điều này cũng chưa nhận được sự hứa hẹn từ phía Việt Nam. Theo tác giả Đỗ Hữu Thanh tóm lại, chuyến đi Việt Nam của ông Tập Cận Bình bị giới quan sát và cư dân mạng tại Trung Quốc đánh giá là thất bại nghiêm trọng. Ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Theo giới quan sát, những sự cố về mặt sức khỏe tâm thần của Tổng Bí thư như vừa kể trên trong thời gian gần đây là vấn đề hết sức đáng báo động.
Và điều đáng lo ngại hơn đó là dù đã tuyên bố sẽ nghỉ hưu sau nhiệm kỳ của Đại hội 13 kết thúc, nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn hăng hái sung phong đảm nhận vai trò trưởng tiểu ban nhân sự của Đại hội 14. Công luận thấy rằng trước đây trong vai trò trưởng tiểu ban nhân sự của các đại hội như lần thứ 12, lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, kết quả đã cho thấy nhân sự lãnh đạo được Tổng Bí thư Trọng lựa chọn nào là khoa học, nào là quy trình 5 bước, 7 bước vân vân mà vẫn nát hơn tường. Bây giờ ông Trọng trong tình cảnh nói trước quyền sau thì nhân sự lãnh đạo của Đảng Đại hội lần thứ 14 do ông chọn lựa được như nổi cắm heo thì có lẽ cũng là hồng phúc của dân tộc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Vì sao nhân sự chủ chốt tại Đại hội 14 do Tổng Trọng lựa chọn sẽ như nổi cắm heo. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.